nay Let's Go Nào Cùng Di Chuyển sẽ đưa quý vị và các bạn ghé thăm một tiệm ăn nhỏ trên phố Tràng Thi, Hà Nội với nhiều món ăn đem đến cho bạn sự trải nghiệm đa dạng về hương vị. Quán mình mở khoảng được 7 năm rồi. Khởi đầu là món bông lan trứng muối và bông lan xoài. Thế sau này thì là làm thêm rất là nhiều các món để đáp ứng nhu cầu cho các bạn trẻ cũng như là các bạn văn phòng buổi trưa đến ăn. Thế cái quán này, cái không gian theo phong cách Hà Nội xưa và cũng có cái nét trẻ trung. Bên cạnh đó, điểm cộng lớn nhất của quán chính là chất lượng từng món ăn với kiểu kết hợp vừa mới lạ vừa thơm ngon mà không quá ngấy. Chắc chắn sẽ làm hài lòng cả những thực khách khó tính nhất. Cái món mình ưa thích nhất đó là món bông lan trứng muối và chè ngũ sắc. Cái món bông lan trứng muối này nó khá là khác biệt hơn so với những cái chỗ khác. Ăn nó rất là vừa miệng. Kem thì mịn này, trứng thì không có mùi tanh và rất là tươi ngon. Ăn bánh xong thì mình thấy ăn chè là rất là hợp lý. Quý vị và các bạn thì sao? Lâu lâu muốn lai dai quả vặt thì có lẽ đây là gợi ý không tồi phải không? Xin chúc quý vị và các bạn sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời khi tới đây.